Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái sản phẩm mà hiện tại khách hàng đang chạy dịch vụ chạy quảng cáo Facebook Ads rất là hiệu quả nhá. Mới nhất năm 2022 các bạn ạ. Thì đây là cái sản phẩm mà khách hàng đang chạy nhá. Để mình ví dụ nhá, cái sản phẩm này nhá. Thì mình quản lý rất nhiều các cái sản phẩm mà khách hàng đang chạy nhá, và cái dịch vụ rất nhiều khách hàng đang nhờ bên mình chạy nhá. Thì mình cùng nhau điểm qua được một cái sản phẩm mà hiện tại nó cũng đang win. À, mình ví dụ nhỉ, đây là cái kết quả mà khách hàng nhận được sau khi họ đầu tư khoảng khoảng 100 triệu đó. Thì khách hàng nhận được là 100 người thích, 11k người thích, 2k người bình luận, 2k lượt chia sẻ các bạn nhé. Thì hiện tại nó đang rất là tốt và nó tính lan truyền rất là tốt nhé. Thì khi mà khách hàng tham gia cái dịch vụ của bên mình ấy, bên mình cùng với nhau để hỗ trợ là để làm sao cho cái nội dung của content này, hình ảnh này, cái video nó tốt nhất để nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất nhé. Và nếu mà các bạn muốn tham gia cái dịch vụ ấy, có sản phẩm ấy, muốn bên mình thử ấy, bên mình test ấy, thì các bạn hãy nhắn tin riêng cho bên mình nhé. Thì bên mình sẽ test để xem cái sản phẩm này chúng ta có thể viết đơn được hay không các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.